Alo, chào các bạn. Hôm nay mình muốn làm cái phỏng vấn, thì mình bận, mình không có làm máy cho mình. Bây giờ mình có chút thời gian thì mình làm lại cho mình. Nãy mình chạy máy này, chiếc máy này máy giữa giữa mặt sâu, mình rất là thích. Mình rất yêu chuộng máy này, giữa mặt rất là sạch ha. Thì giờ nó cũng làm giúp cho cái lỗ chân lông của mình săn chắc nhé. Còn đây là cái máy facial spa, mình rất là mê luôn, tại vì cái này nó vừa giúp cho mình giảm được cái nám này, và vừa giúp cho mình giảm được cái nếp nhăn mà mình khỏi cần qua phẫu thuật. Thì mình rất là thích cái máy này. Hồi nãy mình đã xong rồi, bây giờ mình làm cái chạy cái máy facial. Xịt cái nước dưỡng ẩm. Mình thích cái máy này, nó rất là gọn ha. Đi tới đâu mình cũng mang theo được hết. Mình rất là thích. Thì đến nay ở chỗ làm khách hẹn tới trễ, nên mình sẵn cái thời gian này mình tận dụng để mà làm đẹp cho mình. Này là mình bỏ cái treo lên thôi. Nó cũng rất là gọn rồi, rất là nhanh, trong vòng có 5 phút là 1 giây, một vòng mà nó xài cái điện âm dương của mình đó. Thì là bây giờ mình bấm 1 2 3 4 mình để ý vô. Mình đi nhẹ thôi, nhưng rất là gọn. Cái tiếng beep thì nó cho mình biết là cái máy nó hoạt động, nó vừa giúp săn cái cơ mặt của mình lên, nhưng mà giảm cái nếp nhăn. Nhưng mà mình xài thì mình thấy nó giúp cái nám của mình đó, mình cũng rất là thích. Nó từ từ nó lợt đi. Máy này nó rất là nhẹ nhàng, mình thích là tại vì không có cần phẫu thuật gì hết trơn, thôi còn bị đau đấy, cái đó là mình thích nhất. Ai cũng chê đấy, cái mắt mình nhỏ quá, và giờ bây giờ mình phải tập trung nhiều chút ở trên cái mắt để cho nó to lên tí. Mấy bạn ai, mấy anh chị ai có máy đi ra làm chung cho vui ha. Thiệt ra cái máy này nó rất là tiện nghi, nó nhỏ nhỏ, nó nhẹ, nó không khó làm. Chỉ có điều là mình phải làm đều đặn thôi. Nói chung là vậy, làm đều đặn thì nó kết quả ra rất là rõ rệt, còn mình làm không đều đặn thì nó kết quả nó không có rõ rệt. Khi nào mà mình thấy mình khô, cái da mình khô thì mình xịt thêm cái nước, cái môi trường ấy cho nó ẩm lại để mình đi nó dễ chứ, nó trơn. Khi nào mình đi thấy nó nhất nhất là mình xịt thêm cái nước vô. Còn nếu mà ai muốn sống mũi cao á, thì đi ép sát vào cái mũi đưa lên thì nó sẽ giúp cho cái sống mũi cao lên. Đi một vòng có 5 phút thôi, rất là nhanh, không có mất thời gian nhiều. Rồi làm nguyên khuôn mặt của mình chỉ vòng vòng 30 phút.
khi về nhà tối quá làm biếng bỏ không có đi làm, thì mình nói chứ làm cái chiếc máy này mình làm điều đặn là thấy rõ ghê lắm, mà mình làm biếng có đầu mình thấy hết 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 hết, giống như là giờ thấy nó tàn bạo, nhưng mà khi nào mình làm lại nhiều điều thì nó sẽ giúp bớt được nhỏ. Mình để mình làm là điều đặn tuần này 2 lần thấy nó khác hẳn liền. Mình làm cũng đều hơn lúc trước nhiều, mình đã đỡ nhiều lắm. Cái này mình có thể chạy với cổ của mình báo động là ngân cái dòng thứ nhất rồi. Thì sau khi mình ngân dòng thứ nhất mình tắt bỏ điện, mình xả sơ, xả sơ ra xong cái đầm bỏ treo lên đi dòng thứ hai. Cho cái nước gì đó hãy cho như vậy đi. Số 3 cái này máy này mình đi xong cái da mình rất là láng, rất là mịn, mình rất là thích. Mình hồi nào giờ mình không xài máy tóc nhưng mà mình chỉ sau khi mình xong mình chỉ bỏ cái kem dưỡng da lên thôi, mình ít có xài máy tóc nha. Anh chị nào mấy chị mà xài máy tóc thì chạy máy này xong mình bỏ máy tóc lên nó rất là đẹp.
nghe mấy chị bạn mấy chị xài mấy ấp, chị nói chạy xe máy bỏ mấy ấp lên rất là đẹp, da nó rất là mạnh. Mình đi không quen, mấy chị có thể đi làm hai lần thì nó hơi lâu hơn một chút, mình tập cho một bên trước cũng được, giờ mình đi xong mình đi bên kia mình trở lại một lần cũng không được, còn nếu mình làm quen giờ thì 5 phút mình đi hết nguyên mặt. Hơi sát cái mắt mình đi nhẹ nhẹ sát lưng, không có sao. Do đừng có sát quá lố vô mắt thì cái gel nó làm cho mình hơi cay. Sắp sửa hết rồi, sắp sửa hết bên sắp sửa hết cái 5 phút nên bắt đầu được biết nhìn. Biết là nó báo động cho mình là hết đây. Thì sau khi mình xả cái này xong rồi mình bắt đầu mình bỏ cái mát lên thôi, mình cái mát, bỏ cái mát lên mình để ý cho nó khoảng chừng 5-10 phút, nhưng mà thường thường mà bỏ mát lên mình hay massage thì nó dễ, nó massage chứ thôi gì chờ bỏ lên xong mình chờ, nhưng mà mình hay massage, còn cái thời gian chờ mình massage sao xong rồi nó khô và mình xả ra. Cái này là cái mát nó chịu xanh mình sức lên cho nó liền, còn cái là mình nó xa ra.
Chào chị Kim Hoàng, chào chị Kim Kim Hoàng, chị khỏe không? Chị có sử dụng máy này không? Máy facial, máy này rất là tuyệt vời chị. Ok. Massage cái em nó cái treo nó khô mình có thể xả được. Có người thì họ không có chặn máy mà họ cũng xài cái treo này không, cũng giúp cho cái da rất là mịn màng. Có mấy người khách đi xài cái treo không cũng được, nó làm cho cái da mịn, nhưng mà mình chạy máy thì nó giúp giảm cái nếp nhăn được. Cho nên mình theo mình thì mình thấy nó giảm được cái nám cho mình. Massage thì thấy nó bắt đầu hơi rứt rứt, nó khô rồi mình ngưng lại. Chờ chút xíu mình xả cũng được, hoặc là mình xả liền cũng được, nhưng thường thường mình hay cho chờ chút cho nó khô. Ok, thấy nó hơi khô khô rồi đó. Rồi xong mình cho nó mấy phút cho nó khô tí xíu rồi mình xả xuống, xong mình chỉ dưỡng kem lên thôi. Thì Kim Hoàng chị có máy facial này không, có bữa nào lấy ra làm chung cho vui. Thấy chị cái da da mặt chị cũng đẹp lắm, không biết chị già có xài máy gì xài không, không biết. Gia đình chị khỏe họ mới. Em thấy chị đang sinh nhật của ba. Bữa nay chị có đi làm không? Chị Kim Hoàng. Thank you.
Đúng không? Ok. Rồi bây giờ mình xong rồi đó. Thì bây giờ mình chỉ dưỡng thêm dưỡng da thôi. Rồi. Thank you mấy chị quá trình ha. Bây giờ mình làm xong thì mình cứ dưỡng cái kem dưỡng lên thôi. Có nhiều loại kem dưỡng loại nào mình xài. Ok. Rồi thôi hẹn mấy chị khi khác. Thank you. Bye bye. Chúc mấy chị có một ngày vui vẻ ha. Ok.